Kính chào quý vị. Tấm số 351 của kinh giảng của kinh. Đang nói về cái số 15 là Phạm Thiên Vương. Phạm Thiên Vương là cái tốt nhất của cái thiền. Thiền là cái gì? Thiền là cái gì? Ai biết ai thiền là gì không? Cái vị hư dễ sợ luôn. Thiền á, tức là không có ác. Ác là gì? Thập ác. Cái thập ác là cái gì? 10 cái ác của cái miệng, của cái miệng, của cái tâm và của cái thân. Cái miệng nó láo. Không ai có cái vấn đề này hết phải không? Nói lời thô tục. Nói hai lưỡi. Mình nói lưỡng thiệt là nói hai lưỡi, là một bên mà nói một đằng, hai cái khác nhau để kích thích người ta, thúc người ta tranh giành cãi lộn nhau. Ý ngữ nói những cái chuyện mà những cái lời mà không có lời gì hết. Tại sao nó xấu? Tại sao nói chuyện tầm phào nó không có lời hết? Quý vị biết tại sao mà cái tâm mình dễ tán loạn không? Tại sao quý vị ngày hôm nay mà cái tâm nó tán loạn? Tâm tán loạn là tại vì trong quá khứ quý vị đã từng dùng cái ý ngữ rồi, nói chuyện tầm phào không ạ? Cái phần thứ gì quan trọng về cái ý ngữ là nó làm mình mất thì giờ. Không có cái loại ý ngữ mà nó có ý nghĩa lắm. Có một cái loại ý ngữ mà quý vị mà giả xài cái loại ý ngữ này á, là quý vị vừa làm ta tốn mất thì giờ, vừa làm người ta tâm thần ta tán loạn. Nói chuyện khôi hài. Nói chuyện khôi hài là một cái ý ngữ. Nói chuyện gossip. Đồn. Chuyện đồn. Hả? Nói chuyện thiên hạ. Có một cái chuyện khác nữa mà phần lớn không ai nghĩ đến chuyện này hết. Nhạc. Tôi chắc quý vị đoán cái này không ra, thành tôi phải hỏi để tôi check, make sure, tôi chắc chắn là quý vị nghĩ không ra cái này đâu. Nịnh bợ. Lời nói yêu đương. Không phải ái ngữ mà là cái lời nói yêu thương. Vấn đề hỏi là cái lời yêu thương giữa mẹ với con đó, cái đó là cái ý ngữ là không? Ai thắc mắc gì không? Thành về cái Phật giáo mình á, mình dạy về cái thiện, ba cái ác của cái thân là sát sanh, với là trộm cắp, với là tà dâm. Thì Đức Phật dạy rất rõ ràng những cái pháp đó, ngài dạy trong giới luật á, trong phần giới luật á, giới tạng, trong luật tạng.
thì Ngài dạy rất rõ ràng, Ngài mô tả rất rõ ràng những cái ác đó. Thành ra mình biết rõ ràng cái nào ác, cái nào thiện, mình đi qua khỏi cái ranh giới đó, từ đầu mình tạm cái tạo chịu ác. Ba cái ác của cái tâm. Và ba cái ác của cái thân, cái tâm là tham sân si. Thành biến Phật giáo mình á, Đức Phật dạy như vậy. Thành Đức Phật dạy thiện bằng cách nào? Bức thật mà dạy thiện bằng cách là Đức Phật nói thiện là không phải ác. Tức có nghĩa là Phật dạy cái ác đó đã. Phật nói nếu như quý vị không làm những cái ác đó là quý vị là tà thiện. Cái Phật Pháp nó hay lắm chỗ đó. Quý vị cứ tưởng tượng cái ác á, Phật dạy là cái ác trước. Xong rồi Phật mới nói là cái thiện là không phải là ác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng quý vị làm thiện là không cần làm cái gì hết. Là đại thiện. Sâu xa dễ sợ. Người ta đòi đi làm không à. Cái người mà hiểu, thực sự hiểu cái Phật giáo là không làm ác đó. Không làm gì hết đó. Mới gọi là đại thiện. Cái câu hỏi rất hay. Tôi chẳng hỏi là nếu như mà không làm ác á, là thiện. Tôi sửa lại. Không làm ác á, là rất tốt, rất là thiện. Tôi hỏi ngay lập tức tại sao như vậy? Tại sao mình không làm chuyện ác á, là cái chuyện rất là tốt. Tại sao như vậy? Tại vì mình thích làm ác, mình bị cám dỗ để làm chuyện bậy, mình rất thích làm mấy cái chuyện đó. Thành khi mình có đủ cái tự chủ, đủ cái sức để mà mình kềm chế, mình không làm cái chuyện đó, tức mình là rất là tốt rồi. Có người tốt mới làm được như vậy. Cô nên câu hỏi là đó là mình nói về cái phương diện mà mình thích làm xấu, mình thích làm bậy, mình ngưng lại không làm cái chuyện đó là chuyện tốt, thì đó là một cái cách nhìn thôi. Còn cái phương diện khác là tại sao có người có cái lý tưởng thích làm tốt, lâu lâu ta bị lỡ chân ta làm bậy thì sao? Đấy, cái là người ta tốt hay là người ta xấu? Cái này nó quan trọng, tại vì cái vị mà dạy pháp như vậy sẽ có lúc người ta hỏi những câu, người ta hỏi tại sao mà Phật cứ dạy toàn nói chuyện ác không, nói chuyện xấu không, còn cái người có lý tưởng, người ta làm chuyện lý tưởng, người ta hy sinh cuộc đời, người ta hy sinh để mà giúp người khác, chịu thiệt thòi rất là nhiều, khổ sở rất là nhiều để giúp người khác, mà tại sao rồi lâu lâu người ta có cái lỗi lầm, ta làm bậy một cái, ta làm sai quấy một cái. Cái đó không phải là thiện hả? Thành nói cái gì? Tại sao mà nếu cái gì mà nói tôi làm thiện, lâu lâu tôi làm sai một lần, cái đó là có gì quá đáng đâu. Tôi mới nói nếu như vậy, là cái gì từ cho phép mình làm sai. Còn cái phần mà nếu cái gì nói là tôi không có quyền làm sai, thì cái thiện của mình nó lớn hơn nhiều. Không thể nào so sánh được. Thưa ngoài tại sao nó lớn hơn chỗ nào? Cô nói rằng là nếu như mà mình làm ác là mình đang hại cái thế giới này. Nó đúng, hoàn toàn đúng. Mình đang hại cái thế giới này. Nếu mình làm ác, mình đang tạo cái tai hại cho cái chỗ mình ở. Cũng giống như là mình có con cái, mình người dơ dái, mình về mình bồng con một cái là con mình nó dơ luôn. Không chạy đâu được hết. Tại sao vậy? Tại sao mình không làm ác là mình tạo cái thiện nó tốt, nó lớn hơn tất cả? Tại sao vậy? Thành cái Phật pháp mới sâu xa luôn ở chỗ là Đức Phật nói là chúng ta là tốt rồi, đã sẵn tốt rồi, đâu cần kiếm cái tốt nữa đâu. Mình cái căn bản mình đã là tốt rồi. Mình xui là mình có những cặn bã trong cái hệ thống mình chỉ cần vứt cái cặn bã, chỉ còn cái tốt thôi. Ai chị yên tâm ai? Cái mà thiện mà lớn nhất á, là cái mà không còn cái ác nào ở trong đó nữa, còn lại hết mới gọi là cái thiện lớn nhất có thể có. Cái thiện mà lớn nhất cái vị có thể có được là cái nó không còn cái ác nữa. Có nghĩa là cái thiện lớn nhất là cái gì? Đó là cái Phật tính của chúng ta.
mình có rồi. Quý vị nghĩ sao? Tại sao có nhiều người dùng mấy chữ, mấy cái lời thô lỗ như vậy? Hả? Tại sao mình phải trách người ta? Là người ta lời những cái lời thô lỗ, cộc cằn. Khi tôi nghe câu hỏi như vậy, tôi cũng tỉm cười. Khi câu hỏi như vậy có nghĩa là mình đang phán đoán người ta, mình nói là tại sao người ta dùng cái lời cộc cằn như vậy, thô tục như vậy, tại sao mình đang phán đoán người ta. Nên tôi hỏi ngược là tại sao mình chú ý làm cái gì? Khi tôi hỏi như vậy, tôi không muốn trả lời tại sao như vậy, tại vì cái câu hỏi đó, nó dựa trong cái lời mới giảng vừa rồi, cái ác ngữ là cái chuyện không nên làm, là một cái ác, một cái tồi tệ. Thì cái người mà dùng ác ngữ, mấy người đó tại sao cứ dùng hoài, sao kỳ cục chứ? Không dùng chỉ kỳ cục, trong cái ý ngụ ý là kỳ cục, chê chỉ trích người ta, chê bai người ta. Có phải như vậy không? Khi mà Phật dạy rằng ác ngữ, Phật nói là ác ngữ là lời thô tục là một cái điều tồi tệ. Thì ý nghĩa của Phật không phải nói là nếu như người khác mà dùng một cái người mà dùng lời cái ác ngữ là cái người đó là người xấu. Đúng không? Như vậy Phật nói ác ngữ có nghĩa là mình không được dùng ác ngữ, mình nè không được dùng ác ngữ chứ không phải người khác. Phật đâu nói người khác đâu. Tại người ta có quyền dùng ác ngữ, mình không có quyền thôi. Thành quý vị phải chú ý cái chuyện cái Phật pháp mình hay, nó sâu xa mà rất là khiêm tốn. Cái Phật giáo nó hay lắm, rất quan trọng, phải hiểu rõ vậy. Cái tế nhị của cái lời dạy của Phật rất là hay. Phật chỉ nói là cái ác này là ác của mình chứ phải ác của người ta. Mình không bao giờ nói tại vì mình biết cái ác với cái thiện. Thành cái người mà không làm đúng như vậy là ác á, là mình đang phán xét người ta, phán đoán người ta. Mình không có quyền làm như vậy. Phật không bao giờ dạy mình làm chuyện đó. Phật mình dạy phải biết khiêm tốn. Mình chỉ biết cho mình thôi, mình tu cho mình thôi. Mình không bao giờ bắt người ta làm theo mình hết. Không bao giờ mình bắt hết. Thành cái câu hỏi là người ta bạn bè mình muốn đem Phật giáo ra giúp người ta để người ta hiểu, để người ta có cuộc đời cải thiện hơn. Thì tôi nói cái đó không nên làm, tại vì trên Phật giáo mình không có quyền. Không có quyền nói gì hết. Không có quyền nói hết, tại vì mình phải đợi người ta hỏi mình mới có quyền nói. Mình biết khiêm tốn, mình biết tôn trọng cái cuộc đời người ta, là muốn làm gì đó. Cuộc đời người ta mình biết cái sự tôn trọng, cái sự lựa chọn cá nhân của họ. Không thể nào nói, tại vì mình biết hơn người ta, mình có trí huệ người ta, mình phải bắt người ta làm theo mình. Nếu làm như vậy là mình không có trí huệ gì hết. Còn không có trí huệ gì hết. Đi hả? Bye. Cô lấy bao nhiêu, được lấy càng nhiều càng tốt. Cái sách nó chật thùng. Ok. Ok. Cô đi chơi vui vẻ. Ok. Yeah.
OK. Một lễ được rồi. Hử? Sao bây giờ? Một cách đó, là làm như người ta không có ở đó. Nè, tôi nhắc cho mấy người nghe là ngày có hai người mới lần đầu tiên tới, không biết gì nhiều về Phật pháp, nên tôi cân nhắc cái vị là phải làm bồ làm bịch một tí để cho mình sang trọng khí phái hơn một tí. Thành ra tôi hỏi cái vị là cái người Phật tử có phương pháp gì để đối phó với trường hợp đó. Có người trả lời rằng là không có phản ứng gì hết, bất động, thì người ta từ từ người ta chán, người ta sẽ bỏ đi. Tôi nói cái đó đúng, đó là một cái phương pháp Phật giáo, Phật có dạy như vậy. Mình không có phản ứng gì hết thì người ta sẽ bỏ, tại vì người ta tới ta làm ta có hành động như vậy để chúng ta tạo cái phiền nhiễu, phiền não chúng ta. Thành ra nếu mình không có phiền não thì người ta chán, ta sẽ bỏ đi. Để tôi trả lời để đến như vậy là hơi thiếu từ bi một tí. Tại mình làm như vậy, vấn đề nó vẫn còn đó, nó chưa được giải quyết. Vẫn thiếu, chưa phải là cái biện pháp tốt nhất về của người Phật tử. Thực giảng khi vị nghe, nếu như quý vị nghe những cái lời thô lỗ, những cái lời mà bạo ngữ, ác ngữ như vậy mà khó chịu, thì mình phải công nhận mình khó chịu. Có đồng ý chỗ này, cái như vậy nè. Nếu như người ta dùng những cái lời, cái hành động, cái thái độ như vậy làm mình khó chịu, mình phải công nhận mình khó chịu cái đã. Cái đó là mình từ bi với mình. Mình phải công nhận nó cái đó. Tôi chịu không nổi. Mình không thể nào mình nói là mình quay như không có chuyện gì xảy ra, là như vậy là mình thiếu từ bi đối với mình. Mình làm bộ làm tịch. Mình thú nhận như vậy để mình nói người ta biết, để người ta biết. Nhiều khi người ta không ngờ rằng người ta có cái ảnh hưởng như vậy, ta có tạo cái ảnh, có tạo cái cảnh giới như vậy, tạo cái phiền não cho mình như vậy, nhiều người ta không biết. Cái đó mình vừa từ bi cho mình vừa từ bi cho người ta. Người Á Đông mình là không dám biểu lộ ra cái cảm tưởng, cái ý nghĩ của mình. Tôi tin như vậy là sai, tại mình người Á Đông mình là sợ rằng là làm như vậy là làm phật lòng người khác. Tôi nghĩ là sai. Cái gì phải kiếm cách mà biểu lộ cái tư tưởng của mình một cách mà không làm người ta giận. Cái đó rất quan trọng. Chuyện này rất quan trọng. Chuyện quan trọng là quý vị nhớ, nhất là những người mà có con nít, có con cái, phải nhớ cái chuyện này. Người có con cái phải nhớ là phải biết, mình phải biết diễn tả, biểu lộ cái sự phật lòng của mình. Mà không có làm hại con mình. Mình có đúng đi nữa, nó có sai đi nữa, mình phải biến, mình tìm cách mình diễn tả, nói giảng nghĩa cho nó nghe, mà làm cho nó, mình mà làm cho mình mà không có trừng phạt nó. Cực kỳ quan trọng. Mình không có quyền trừng phạt con cái mình. Mình phải dạy nó chứ mình không có trừng phạt nó. Đánh. Tại sao mình không có quyền, mặc dù nó sai đó, hoàn toàn nó sai, mình hoàn toàn đúng, mình không có quyền ép nó. Tại sao như vậy? Có gì có chi hề trong?
Tại sao mình không ép nó, mặc dù biết nó sai mình không ép nó? Tại sao mình nếu mình không ép nó là mình thành một cái người tốt hơn. Quý vị nhận được, quý vị sẽ thành một người có trí huệ hơn. Lý do thứ nhì là gì? Lý do thứ nhì là sao? Lý do thứ nhì đó, là mình phải chịu cái quả khổ mà. Đừng có than. Trả đi, đừng có than. Mới gọi là trí huệ. Trả lời xong chưa? Được chưa? Thành tôi khi mình nghe có rõ ràng không? Tại vì con cái mình làm như vậy nó có thể nó hại, nó sắp nó tiếp tục nó phi xì ke như vậy, nó sẽ chết đó. Nó uống rượu nó chết, nó chích thuốc phiện nó sẽ chết đó. À, người ta hỏi tôi là mình cũng lẽ mình để mình buông tay sao? Tôi nói tôi không can thiệp. Tôi nói cho rõ ràng, không can thiệp không có nghĩa là mình không có thương nó, mình không có nghĩa là mình không có giúp nó. Tôi chỉ nói tôi không can thiệp thôi. Cái chuyện đơn giản, cái phần này quan trọng. Nên nói tới cái gì? Con cái mình phải tôn trọng cái sự lựa chọn của nó. Mình phải tôn trọng cái đó. Cực kỳ quan trọng. À, cái phần tôi nói, cái phần quan trọng là nếu con cái mình rõ ràng con cái mình mà nó làm hư hỏng đó, mình không có quyền can thiệp nữa. Tại sao như vậy? Mình phải đợi nó. Phải đợi lúc nó đúng mình mới can thiệp được. Cái đó gọi là trí huệ. Tại mình can thiệp trước khi mà mình có thể can thiệp được đó, mình chỉ làm nó giận mình thôi, nó làm nó không tin mình nữa, lần sau mình không còn cơ hội giúp nó được nữa. Mình biết kiên nhẫn mình đợi. Thế cái đó là trí huệ, cái đó là cái sức mạnh đó. Tại mình biết khi mình nhìn con cái mà nó bị khổ sở, nó làm hư như vậy đó, nó sẽ mình cái tâm mình nó khổ sở vậy lắm, không phải là dễ đâu. Đó mới gọi là trí huệ. Đó, điều thứ nhất là mình phải đợi, mình phải khôn, mình phải đợi lúc nào đúng mình mới can thiệp được. Không thể nào sớm hơn, cũng không thể nào trễ hơn được. Có đó là cần trí huệ. Chứ không phải là mình không khé, không phải là mình không thương nó. Chính vì thương nó, mình mới biết nhẫn để mình đợi. Vậy sao? Ừ, thì đó là phần thứ nhì. À. Thấy cái này là cái câu hỏi nó thâm thía dễ sợ. Bác hỏi lắm, bác hỏi nó lỡ mà bác hỏi nó hơi xía thì tôi sửa lại cho bác, sửa lưng lại cho bác. Tôi nói là nếu trường hợp mà mình có người cha mẹ mà thấy được cái khổ này, là mình thấy con cái mình nó hư, nó đi đường rõ ràng nó hư, nó sẽ nó tự hại mình. Mình ngồi mình làm như thế đó, mình làm như thế thôi. Lỡ trễ quá sao giúp nó được bây giờ? Tại vì cái lòng nó nát 1000 mảnh rồi, đứt 1000 đoạn rồi, tim nó rạn nở hết rồi, mà sao mình ngồi mình đợi được bao lâu nữa? Thưa nó, thì đừng có đợi. Đó là phần thứ nhì, đừng có dài mà đợi. Giúp tụi nó bằng cách gián tiếp. Thành mình đối phó bằng cách nào? À, mình đừng có đợi bằng cách là mình cho tụi nó cái phước, cho nó phước thôi. Hy vọng cái phước nó sẽ gỡ cho nó kịp. Cho đủ thứ, mình cho phước nữa. Hồi hướng công đức cho nó. Mình làm chuyện tốt, mình tu hành xong, mình cái công đức này mình cho nó. Ai thắc mắc gì không?